Chào hết anh em này. Hôm nay Hùng mới sới lại lên cho anh em một con sới tạc đa năng. Robin sới tạc đa năng. Này, đây là con mít su nha. Đó. Sới tạc hai năng Robin E20. Đó. Quay xung quanh cho anh em xem một chút. Giao. Đó. Và giới thiệu tính năng con máy này. Đây là con Robin. Động cơ Robin EA20, nghĩa là con này là ném ngựa anh em. Ném ngựa, xoay 360 thì dẫn ở đây ra mình xoay thôi ha. Đó. Nâng hạ tay lái thì mình dẫn ở đây ra, mình nâng theo chiều cao mình nhé. Hai con chuyển hướng đầy đủ nha. Đó, bóp con này là chuyển hướng. Con tổng ga. Yeah. Sới tạc đa năng. Đó. Cắt sới. Con này thì anh em ta có tháo cái sơ đuôi này ra được, kéo kè kéo móc luôn nha. Thế tạc đa năng. Vô số đây, nó có 4 số này. Đó. Được chưa? Đây là mình hoạt động từ có máy cho đây, test máy hoạt động nghiêm ngơi nhá. Công tắc nằm đây, đóng cái e lại. Đây, đóng cái e lại. Giật. 1-1. Bỏ cái e ra. Rồi. Đóng con nè. Chào số kìa. Đây, số luôn nè. Tới nè. Đó, xoay xuống chậm nhé. Xoay xuống nhanh nhé. Đó, nhanh, rất là nhanh luôn. Đó. Con này là đã có 3 số tiếng và 1 số lui anh em nhé. Đây, nó tới rất là nhanh này, tới 3 nè. Đó. Nó chạy như gió luôn. Đây là tới nè. Tới nha. Đó, hoạt động ok chưa? Tới này, đó. Dê nè. Đó, bằng dê, đó, phải bằng dê luôn. Ui, đây, đó là số tạc nha anh em nha. Bây giờ sới nó xoay rất là nhanh cho nên anh em thoải mái làm thôi. Có chỗ này nó có hai gia cu đôi là nhanh là chậm nữa nè. Đó.